Taeyeon Big Bang vướng nghi vấn ly hôn Min Hyo-rin liên quan đến G-Dragon. Mới đây, cộng đồng fan K-pop không khỏi xôn xao khi một YouTuber lan truyền tin đồn rằng cho rằng Taeyeon và Min Hyo-rin đã ly hôn. Một trong những dấu hiệu chỉ ra hôn nhân của giọng ca chính Big Bang rạn nứt đó chính là việc G-Dragon đã bỏ theo dõi Min Hyo-rin trên Instagram. Trong tin đồn được lan truyền, có hai dấu hiệu được YouTuber này chỉ ra cho thấy hôn nhân của Taeyeon và Min Hyo-rin đổ vỡ. Một là việc Taeyeon bất ngờ xóa hoặc ẩn tất cả các bài đăng trên Instagram cá nhân vào ngày 26 tháng 10 và để ảnh đại diện của mình thành màu đen. Hai là G-Dragon đã hủy theo dõi Hyo-rin trên Instagram cá nhân. Tuy nhiên, cả hai dấu hiệu này bị fan chỉ trích là phiến diện và sai sự thật. Tuy nhiên, đến nay chưa có bất kỳ lời giải thích chính thức nào về việc Taeyeon xóa toàn bộ các bài đăng và chuyển ảnh đại diện tài khoản mạng xã hội về màu đen. Trên phần miêu tả của Instagram cá nhân, nam ca sĩ cũng cập nhật dòng chữ Renewal, nghĩa là sự đổi mới. Chưa rõ thực hư thông tin ly hôn lần này, tuy nhiên nhiều fan cho rằng đây là tên bài hát hoặc album mới của nam ca sĩ. Taeyeon ra mắt lần đầu tiên với tư cách là thành viên của Big Bang vào năm 2006. Đến nay, nhóm đã kỷ niệm 15 năm thành lập. Tuy nhiên hiện tại, vì Seonri dính scandal, nên Big Bang chỉ còn lại 4 thành viên là G-Dragon, Taeyeon, Tub và Daesun. Sản phẩm âm nhạc trở lại của nhóm vừa qua đã gây cơn sốt trên toàn cầu, chứng tỏ sức hút không hề thuyên giảm của các thành viên. Các bạn đừng quên để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV Entertainment để không bỏ lỡ những tin tức showbiz trong ngày nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.